Xin chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube nhà mình Khuân Trậu Cảnh Công Xin Si. Lời đầu tiên thì Trung xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đang theo dõi trước màn ảnh nhỏ. Ở buổi ghi hình ngày hôm nay thì Trung sẽ mang đến anh em một bộ sản phẩm mới nhà mình, đó là chiếc khuôn lục giác 65 có họa tiết chữ Phúc Lộc Thọ. Ở trên cái bộ lục giác 65 này thì có rất nhiều tình cảm của anh em dành tới, đó là những cái tâm thư gửi gắm anh Trần Công nhà mình làm sao có được bộ tam chữ Phúc Lộc Thọ trên chiếc lục giác 65. Thì ngày hôm nay ngày hôm nay buổi chiều ngày hôm nay thì nó đã có rồi. Đây anh em ơi, đây nhá, Trung sẽ mang cái bộ sản phẩm gần tới máy quay để cho các bác thấy này. Đây là bộ khuân nhá, ba chữ Phúc Lộc Thọ. Đây là cạnh hoa sen và cạnh tùng, tất cả lòng trong vỏ ngoài và đôn kỷ đều được công CNC sản xuất từ hạt nhựa nguyên sinh đó, hạt nhựa trắng nguyên sinh nhé. Khuôn rất là chắc chắn, rất là dày dặn. Đẹp tuyệt đối đó. Ở cái thông số này thì những anh em nào đã sử dụng nó rồi thì không xa lạ gì với nó. Cái thông số của nó vẫn là đường kính miệng là 65 và chiều cao chậu là 35. Đây là bộ chậu. Còn anh em mà dùng cái đôn kỷ của nó nữa thì chiều cao của chiếc đôn nó sẽ có là 23 cm nữa để nó tạo lên cái bộ chậu chiều cao cả chậu cả đôn là 58 cm. Đó, rất tuyệt vời. Đây này, ở những cái chiếc chậu trước mà công CNC đã có bộ tam chữ Phúc Lộc Thọ, đó là bộ lục giác 60 và 45, thì ngày hôm nay nhà mình cho ra bộ sản phẩm nữa, đó là lục giác 65. Thế thì Trung sẽ nói cái giá để bán cho anh em luôn, là tuy rằng sản phẩm mới nhưng mà giá thì vẫn là giá cũ. Anh em lấy combo cả chậu cả chân kỷ sẽ có giá là 2,3 triệu. Cái giá đó đã bao gồm là miễn phí ship toàn quốc anh em nhé. Đây, đây là chiếc đôn kỷ của nó đây này. Tất cả các sản phẩm của công CNC sản xuất thì phải nói là đều là rất tuyệt vời. Đây này, cạnh nhựa của nó này rất là dày dặn, rất là chắc chắn. Đó. Đây là chiếc lòng chậu. Ở cái video trước thì Trung đã có nói cái bộ lòng này rồi, là cái độ dày đáy của nó đã tạo, nhà mình đã tạo ra là 2,3 cm, cho nên là rất nhiều anh em đổ là không có lo bị tụt đáy. Nhiều anh em làm lần đầu là không có kinh nghiệm, là khi trước là làm cái lòng Trung Quốc là nó có 1 cm thôi. Cái lòng này thì nó anh Công nhà mình anh đã chế tác lại là đáy 2,3 cm rồi, cho là anh em rất an tâm mà làm. Đó là thông số chuẩn của những chiếc chậu. Và cái ưu điểm của cái bộ lòng 6 mảnh này, đó là khi mà anh em làm á, sau này nhỡ mà nó có sơ suất, nó có bể một mảnh á, thì sẽ
điện tới công ty và chỉ mua một mảnh thôi. Mua một mảnh lòng là có thể là lại lắp ráp vào lại thành một cái lòng mới. Còn anh em mua cái lòng liền, khi mà bị bể mất một chỗ nào đó thì anh em lại phải mua nguyên một bộ lòng mới. Đó là cái ưu điểm về tiền bạc sau này. Đó, anh em lưu ý nha. Để giới thiệu cái sản phẩm này thì không chỉ giới thiệu những chiếc khuôn mà Trung sẽ lại phải ghi hình chiếc chậu ra khuôn và sơn lên để cho anh em ngắm. Rồi sau đó thì anh em sẽ quyết định xuống tiền, bấm số, gọi tới số hotline nhà mình. Khi đó thì cô Thảo nhà mình, cô sẽ chốt đơn cho anh em. Đây này, trước tiên là Trung sẽ ra Trung quay cái bộ chậu nhà mình đã ra khuôn đây. Trước tiên là quay cho anh em ngắm chữ phúc đây này. Ở cái dáng chậu này đó là dáng chậu bụng bầu đó. Bụng nó đã bầu thì chữ nó cũng phải mập mạp một chút. Đó, nhìn nó mới cân đối, nhìn nó mới đẹp. Anh em lưu ý cho mình là khi mà anh em mua là có thể là mua ba chữ phúc lộc thọ này, gồm ba hoa sen, hoặc là ba chữ phúc lộc thọ và ba cây tùng đều được. Đó là sở thích của anh em, muốn tùng thì tùng mà muốn sen thì sen. Giá cả thì nó vẫn vậy, cũng chỉ có 2,3 triệu. Đó, combo cả chậu cả đôn là 2,3 triệu. Tuyệt vời không anh em? Đó. Đó. Đây là lộc lá sen Việt. Buổi chiều hôm nay thì Trung làm cái bộ lục giác hôm nay thì trời đã lại đổ cơn mưa. Đang có hạt mưa rồi, lộc lá về rất là nhiều. Đây, đây là chiếc đôn kỷ 60 năm. Đôn kỷ 65 này thì anh em cũng có thể là kê lên chiếc chậu lục giác 60 cũng rất là đẹp. Nó có thông số mặt đôn xài chung nhau, cho nên là anh em đầu tư bộ này và mua thêm một cái bộ khuôn 60 nó sẽ vẫn dùng chung đôn, anh em không có cần phải tốn là mua hai cái đôn. Hiện tại thì công CNC cũng đã sản xuất được là đôn bệ, đôn kỷ từ 40 năm trở lên. Đây là chiếc đôn kỷ 4550 nhà mình đây này. Đấy, tất cả đây là hàng Việt Nam, hàng của anh kỹ sư nhà mình Phạm Trần Công chế tác và sản xuất. Đây là chiếc đôn 4550 nhà mình nhé. Nó sẽ dùng cho hai chiếc chậu 4550. Còn đây là chiếc đôn 8083. Ngày hôm trước thì Trung cũng đã làm chương trình rồi. Đó. Những cái hàng Việt Nam nhà mình sản xuất thì trong kho thì sẽ không bao giờ mà bị hết hàng. Cho nên là anh em cứ nhấc máy gọi điện tới công ty đặt hàng. Số điện thoại hotline nhà mình là hiện tại thì đang sử dụng duy nhất một số điện thoại hotline 0395 234 789. Đó. Đấy là đã có là đôn kỷ từ 40 năm trở lên 83. Còn nhiều bác muốn có những chiếc đôn là 95 1 mét nhưng mà do là thời gian chưa có, mình mới đang phát triển thôi.
để anh em ngắm lại một lần nữa đây này. Đấy, rất tuyệt vời đúng không? Đây là những sản phẩm mà đang có trong kho nhà mình. Đây là bộ lục giác 83 đồn bệ. Và đây cũng là chiếc đôn kỷ mà anh Công nhà mình anh đã nghiên cứu và sản xuất ra một thời gian rồi. Đây là chậu bát giác. Cái chậu thì vẫn là nhập khẩu thôi, còn đôn thì là đôn nhà mình. Đó. Tuyệt vời không anh em? Hôm nay là ngày đầu tuần. Ngày đầu tuần thì công ty thì cũng hơi vất vả một chút. Đó. Tới giờ này là cũng vào 5 giờ 5 rưỡi chiều rồi, nhưng mà anh em chị em trong công ty vẫn phải tích cực đóng hàng để ra đơn buổi chiều cho các bác, trả hàng cho các bác. Mùa này là mùa Covid chứ là anh em là nhận hàng nó có hơi chậm một chút thì cũng cho quý công ty nhà mình xin lỗi. Cái điều này thì không ai muốn cả. Đó. Tất cả hàng hóa của anh em đã đặt là nhà mình đã nói có là có. Có điều là nó về sớm muộn hơn một chút thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc anh em có những ngày làm việc đầu tuần thật là vui vẻ, nhiều sức khỏe. Tháng này là tháng 7, anh em là làm việc gì cũng phải cân nhắc và chung một lần nữa chúc anh em gặp rất là nhiều may mắn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chào tạm biệt anh em.